Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là YouTube ngày hôm nay. Và hôm nay chủ đề về clip này mình sẽ nói về một game rất là giống, gọi là giống phải đến 90% so với lại Blender Battleground, tức là PUBG, mình gọi tắt là PUBG đi. Thì nếu các bạn biết được thì là cái game PUBG này bây giờ rất là hot, nó đứng là top 1 của Steam. Rất là hot, và game rất là hot. Thì đây hôm nay là một phiên bản của phiên bản mobile và có copy con nó là gần 90% so với lại phiên bản trên PC. Thì game này nó có tựa đề là Rules of Survival, có nghĩa là nguyên tắc sống còn, tức là mình chiến đấu để sống còn đấy. Thì đầu tiên về giao diện của game các bạn có để ý này, đó đây, để đầu tiên cái phần select server thì nó chỉ có 3 server, tức là Bắc Mỹ này, Asia hoặc là châu Âu này. Thì các mình chọn Asia đi, mình chọn Asia đi. Ok, xong mình sẽ tắt cái này đi và bây giờ mình sẽ vào play. Giao diện cực kỳ là đơn giản thôi. Với những game mobile thì cực kỳ là đơn giản. Ok, thì làm quen với giao diện thì đầu tiên các bạn có thể nhìn tab bên góc dưới này, thì các bạn có thể thấy là đây là cái phần trò chuyện của những người chơi hiện đang online trên toàn trên cái vùng. Ví dụ như mình chơi ở Asia thì là những người chơi ở Asia. Sau đó mình có thể là system, để cái phần này thì không thể nói được trong cái này rồi. Về invite thì mình có thể mời được các bạn, mời được những người chơi. Ở trong cái game này ấy, thì các bạn có thể kết bạn hoặc link các cái tài khoản như kiểu là dùng Game Central này. Nếu mà mình dùng iOS thì mình dùng Game Central, có thể là mình dùng là Facebook thì mình có thể kết nối được. Đây là phần tab về phần friends. Đấy. Đây, phần rank game. Đây các bạn có thể thấy là hiện tại ở rank của mình là mới cấp bronze 3 thôi. Đây. Đây về phần này phần leaderboard thì đây là bảng xếp hạng về duo này, squad hay là solo này, ranking, queue. Đấy, đại loại là như vậy. Game này thì mới ra được hôm nay cách đây 2 3 hôm thôi. Đây là phiên bản chính thức. Nên là ok thì giao diện nó chỉ có vậy thôi. Bây giờ mình sẽ vào giao diện của game. Thì các bạn làm quen ở phần giao diện này, đó chính là việc các bạn có 3 chế độ, đó là solo này, duo này hoặc squad này. Đấy, và squad ở góc bên phải này. Tiếp theo là ở bên này có dấu cộng thì các bạn có thể mời thêm những người chơi của bạn. Những người chơi mới có thể là ví dụ như là những người chơi gần đây hoặc mình đã kết nối này. Mình đã chơi từ trước này, ví dụ như là mình có 3 người mình vừa kết nối này. Online này, xem những người này có còn online nữa không này. Những online này, những người này mà xung gần bạn và online mà mình có thể mời được. Ví dụ invite. Mình mời hết. Đấy. Đây và mình có chỗ mà auto match, tức là mình có thể chọn mình chọn ví dụ chọn chế độ squad thì mình có thể auto match để mình kết hợp với những người khác nữa, ngẫu nhiên. Đấy, hầu hết, nói chung là tất ai mà đã từng chơi PUBG thì chắc chắn thì game này không còn lạ lẫm gì, cách chơi cũng như vậy thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào chơi solo đi. Ready. Game này thì phù hợp những bạn mà tay dùng chơi bằng điện thoại thôi. Chơi bằng các bạn iPad, mà iPad to quá thì nó dùng điều khiển rất là khó. Mặc dù là iPad to thì nhìn nó dễ hơn đấy, nhưng mà đường khó. Ok, thì bây giờ mình sẽ nhìn vào giao diện của game này. Đi từ qua phần bên trái trước thì các bạn có thể thấy là cái phần điều khiển bên nửa bên tay trái thì có đấm này, có dùng để di chuyển này, các nút di chuyển này. Đây là ba lô. Có phần exit thì mình có thể thoát game mà không. Book, tức là mình đã báo cáo xem là nó có hack, có book có gì không. Phần này thì mình có đá này, có nhảy này, ngồi này, nằm này, đấm này, bắn này. Nếu mình có súng là mình sẽ bắn. Các bạn có để ý một điều là khi mà nó có tiếng súng nổ ra ấy, thì nó sẽ có hiện cái biểu tượng bắn ở trên góc trên
ở các cái ở cái hướng hướng di chuyển. Ok, đây là map này, các bạn muốn đi đến đâu thì các bạn có thể chấm ở đây. Rất giống PUBG, rất giống như một phiên bản cực kỳ là tốt cho những bạn mà không có điều kiện là sắm những con PC ngon để chơi PUBG, thì các bạn có thể chơi game này khá là ổn. Bên game này mới ra nên vì vậy là nó có thể là có nhiều lỗi và chơi hình ảnh chưa được mượt mà cho lắm. Ok, thì mình giấy dù này, giấy dù thì cũng như vậy thôi, các bạn có thể điều khiển chống xuống này để ra xuống nhanh hơn, xuống nhanh hơn một chút. Xuống đây mình có một cái nhà đây rồi, xem xung quanh qua nhảy không. Ở góc bên phải này mình có một chữ Steam và một cái voi này, thì đó hầu hết các game này hiện đại thì bây giờ nó có thực hiện cái kiểu mà chat voice, thì các bạn có thể nói chuyện với những người cùng team hoặc những người gần của mình. Ôi có người xuống rồi, té 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 thôi, té thôi, mình sẽ đi vào bên kia. Nhanh quá, nhanh quá, đồng quá, đồng quá. Ok bây giờ mình sẽ mở open này, open là góc. Vào thôi, vào thôi, vào thôi. Open, có biểu tượng open để mở cửa này. Có đồ này, có đồ rồi. Này quá. Ôi nhưng mà chúng bạn. Đấy các bạn, nếu mà muốn nạp đạn thì các bạn bấm vào biểu tượng của súng thì nó sẽ tự nạp đạn cho bạn. Rồi, có ba lô này. H1. Đấy, có người, có người, có người. Ôi, lag quá. Game này mới ra lag quá. Té rồi, té rồi, té rồi. Ở trong nhà này mình chưa nuốt hết đồ. Đấy, mình dùng iPad thì nó điều khiển rất là to. Ôi, có súng này. AK này, ngon. Nhập hết. Bây giờ mình sẽ chuyển sang AK. Nếu các bạn muốn chuyển AK thì các bạn sẽ kích vào đây. Và kích vào biểu tượng súng thì nó sẽ tự động nạp đạn cho các bạn. Quên. Mình nghe có tiếng xe ở đâu đây. Nếu mà có tiếng súng nổ thì nó sẽ được có biểu tượng súng bắn đạn ở góc trên. Ai có đạn cho xe rồi. À, ui có người sẽ bị ở hướng về kép thì sẽ có một người là bắn. Mình sẽ chạy đến hướng đấy được. Có một cái xe máy. Có một cái ô tô. Nó chạy đâu rồi. Hướng này, hướng này, hướng này. Mình sẽ xuyên được thằng này. Ôi khó. Thật sự là chơi trên PC thì nó sẽ ngon hơn rất nhiều, nhưng mà bây giờ phiên bản mobile thì nó sẽ... Giả quá. Đấy, nếu mà có một biểu tượng nó chết ấy, nếu có một khi mà chết thì nó sẽ có một cái biểu tượng là cái hình viên ngọc này. Đây tất cả những cái vật phẩm này nó sẽ khi bạn muốn nạp đạn này. Ok đi thôi, đi thôi, đi thôi. Bên kia, bên kia, bên. Cool, 2 kill. Nào bạn. Bên này mình có thể hiện chat được. Go, go. Có một tiếng xe nào đấy. Bên này có một tiếng ba bom. Ui chân đe 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 rồi đây friend. Bên kia có một cái xe nó đang chạy. Mình có thể mình chặn đầu góc này. Không biết nó chạy đâu rồi. Đây có xe hướng chạy một góc bên này xa lắm rồi. Nhanh quá, nhanh quá, nhanh quá. Xe chạy nhanh quá, mình bắn mãi không vỡ.
sắp nổ rồi. Góc kia có một cái hòm đồ nó đang rơi. Come on, chạy lên kia nào. Đây biểu tượng nhảy nằm ngồi đi từ từ đi từ từ. Nhìn góc này, cái này cũng bắn, bên này cũng bắn, bên này cũng có thể bắn. Mình chưa hiểu là hai bên này bắn như thế nào. Vẫn như nhau, hai bên đều bắn như nhau. Xem hướng nào nào. Mình đang vẫn trong vòng bo, ok. Ngon, vẫn ngon. Xem ba lô nào, mình là ba lô 1. Mình phải cần ba lô. Ui, có tiếng súng bóp này. Đâu rồi. Đây có tiếng súng, góc hướng là 120, 25, 120. Đây rồi, đấy rồi. Oh my god. Có tầng móc lốp mình à. Giết được 2 người, ok. Và mình có thể report này, thằng này có thể hack cheat hay là gì đấy. Mình có thể nói chuyện, alo. Mình có thể là thông báo đây, nghe tiếng team, alo. Đây. Đấy. Ok. Và đấy là mình giới thiệu sơ qua cho các bạn về game này. Thì các bạn nếu mà thấy hay thì like, share, subscribe kênh của mình. Cảm ơn. Nhớ subscribe để nó biết tí.